Đây là bài 12 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ sứ ở cửa, khoai ý nghỉ chịu vár. Bài 12, hoan nghênh bạn đến chơi. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn trai của bạn thì sao? Nhìn nán phóng hiểu nó. Đinh lực 3. Tính lì bua. Cung lấy cà phê. Dễ dò cà phê. Đều uống. Tâu khưa. Phóng viên. Chỉ rửa. Quý tính của anh. Nín quầy xỉn. Lục Vũ Bình. Lù Yủy Bình. Quen biết anh rất vui, dùng trong trường hợp rất lịch sự. Rèn sử nín hẳn cao xỉn. Học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Ngữ văn học viện của học sinh. Họ gì? Xin gì? Canada. Canada. Học tiếng Trung. Học tiếng Hàn ngữ. Học Hàn ngữ. Nhà ăn ở đâu? Căng tin ở đâu? Sàn thiên tại nở. Không cần cảm ơn. Bú dụng xìa. Ở đây. Tại trở. Chào các em, dùng khi thấy cô giáo nói với học sinh. Thống xuế mần hảo. Lưu Minh. Liễu Minh. Tên là gì? Chào sớm mà miếng gì? Lưu học sinh. Liễu xuế sân. Mary. Má lì. Sách của bạn cùng phòng của mình. 我同屋的书. Sách giáo khoa tiếng Trung. 汉语课本. Chính là từ điển tiếng Hán, tiếng Nhật. Chính là từ điển tiếng Hán, tiếng Nhật. 就是汉语日语词典. Trương Hồng. Trang Hùng. Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế. 我的专业是国际关系. Nghiên cứu sinh của khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. 中华大学中文系的研究生. Văn học hiện đại. Hiện đại văn học. Cũng có nhiều người đọc thành hiện đại văn học. Bây giờ hãy hỏi Đại học Trung Hoa ở đâu? Trung Hoa Đại học tại nào? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ phía tây. Xi biên. Xi. Xi. Biên. Biên. Xi biên. Xi biên. Phía tây của Đại học Đông Phương.
Đông Phương Đại học ở phía bên. Đông Phương Đại học ở phía bên. Ở phía tây của Đại học Đông Phương. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Ở phía tây của Khoa Trung Văn. Tại Trung Văn Xì ở phía bên. Tại Trung Văn Xì ở phía bên. Ở phía tây của Đại học Ngoại ngữ. Tại Ngoại ngữ Đại học ở phía bên. Tại Ngoại ngữ Đại học ở phía bên. Ở phía tây của nhà ăn, ở phía tây của căng tin. Tại căng tin ở phía bên. Tại căng tin ở phía bên. Ở phía tây của học viện ngôn ngữ. Tại ngữ nhân xuế viện ở phía bên. Tại ngữ nhân xuế viện ở phía bên. Đại học Trung Hoa ở đâu? Trung Hoa Đại học tại nào? Ở phía tây của Đại học Đông Phương. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ rảnh. Yǒu kòng. Yǒu. Yǒu. Kòng. Kòng. Yǒu kòng. Yǒu kòng. Từ này đọc là yǒu kòng và uốn lưỡi ở cuối. Bạn rảnh không? Ní yǒu kòng ma? Ní yǒu kòng ma? Thầy giáo Lưu Minh rảnh không? Lưu Minh lão sư yǒu kòng ma? Lưu Minh lão sư yǒu kòng ma? Cô giáo Trần rảnh không? Trần lão sư yǒu kòng ma? Trần lão sư yǒu kòng ma? Bố mẹ bạn rảnh không? Nǐ bà bà ma ma yǒu kòng ma? Nǐ bà bà ma ma yǒu kòng ma? Anh rảnh không? Cơ cơ, nǐ yǒu kòng ma? Cơ cơ, nǐ yǒu kòng ma? Tiểu thư, cô rảnh không? Xiao jie, nǐ yǒu kòng ma? Xiao jie, nǐ yǒu kòng ma? Hãy nhắc lại, Đại học Trung Hoa ở đâu? Trung Hoa Đại học tại nào? Ở phía tây của Đại học Đông Phương. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Rảnh. Yǒu kòng. Yǒu kòng.
Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ lúc. Tờ sứ hậu. Tờ. Tờ. Sứ. Sứ. Hậu. Hậu. Tờ sứ hậu. Tờ sứ hậu. Lúc rảnh, nguyên văn là rảnh lúc. Yǒu kòng de shí hǒu. Yǒu kòng de shí hǒu. Lúc học tiếng Trung. Xuế hàn yǔ de shí hǒu. Xuế xí hàn yǔ de shí hǒu. Lúc học tiếng Nhật. 学日语的时候 Hãy nghe cách nói từ Việt Nam. Yue Nan. Yue. Yue. Nan. Nan. Yue Nan. Yue Nan. Tiếng Việt Nam. Yue Nan Yu. Yue Nan Yu. Học tiếng Việt Nam. Xue xí Yue Nan Yu. Xue xí Yue Nan Yu. Lúc học tiếng Việt Nam. 学习越南语的时候 Lúc nghiên cứu 研究的时候 Trong đó từ nghiên cứu, 研究 đã học trong từ nghiên cứu sinh, 研究生. Hãy nhắc lại lúc nghiên cứu. 研究的时候 研究的时候 Lúc giới thiệu. 介绍的时候 介绍的时候 Lúc giới thiệu tên. 介绍名字的时候 介绍名字的时候 Lúc đến chơi. 来玩的时候 来玩的时候 Lúc tạm biệt. 再见的时候 再见的时候 Lúc vào. Chiều hôm nay người nói đang ở trong rồi. 进来的时候 进来的时候 Lúc uống cà phê. 喝咖啡的时候 喝咖啡的时候 Lúc lấy cà phê. 要咖啡的时候 要咖啡的时候 Lúc ngồi. 坐的时候 坐的时候 Lúc tôi hỏi. 我问的时候
我问的时候。Hãy nhắc lại, Đại học Trung Hoa ở đâu? Trung Hoa Đại học tại nào? Ở phía tây của Đại học Đông Phương. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Lúc rảnh. Yǒu kòng de shí hǒu. Yǒu kòng de shí hǒu. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ hoan nghênh. Hoan yín. Hoan. Hoan. Yín. Yín. Hoan yín. Hoan yín. Hoan nghênh bạn. Hoan yín nǐ. Hoan yín nǐ. Hoan nghênh các em. Hoan yín nǐ mèn. Hoan yín nǐ mèn. Không hoan nghênh mình à? Bù hoan yín wǒ ma? Bù hoan yín wǒ ma? Các bạn không hoan nghênh mình à? Nǐ mèn bù hoan yín wǒ ma? Nǐ mèn bù hoan yín wǒ ma? Chúng tôi không hoan nghênh anh ta. Wǒ mèn bù hoan yín tā. Wǒ mèn bù hoan yín tā. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan yín hoan yín. Hoan yín hoan yín. Hoan nghênh bạn đến. Trong trường hợp này người nói đang ở nhà, dùng lái để chỉ hướng đến chỗ người nói. Hoan yín nǐ lái. Hoan yín nǐ lái. Hoan nghênh đến trường Đại học Ngoại ngữ. Trường hợp này bạn đang ở trường. Hoan yín lái Ngoại ngữ Đại học. Hoan yín lái Ngoại ngữ Đại học. Đại học Trung Hoa ở đâu? Trung Hoa Đại học tại nào? Ở phía tây của Đại học Đông Phương. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Lúc rảnh. Yǒu kòng de shí hǒu. Yǒu kòng de shí hǒu. Hoan nghênh. Hoan yín. Hoan yín. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đi. Chù. Chù. Từ này dùng để chỉ hướng ra xa khỏi chỗ người nói. Trong tiếng Việt, có lúc dịch là đi, có lúc vẫn dịch là đến giống như từ lái, nhưng biểu đạt nghĩa khác nhau. Trong bài này, trừ những trường hợp bắt buộc phải dịch thành đến ra, người dạy sẽ cố gắng dịch thành đi để dễ phân biệt. Đi đâu? Chuy nở. Chuy nở. Đi đến nhà ăn. Chuy chan thiêng. Chuy chan thiêng. Đi đến Đại học Ngoại ngữ. Chuy ngoại ngữ Đại học. Chuy ngoại ngữ Đại học.
Đi đến khoa Trung văn. Chú ý Trung văn xỉ. Chú ý Trung văn xỉ. Đi đến học viện ngôn ngữ. Chú ý ủy yến xuế yuàn. Chú ý ủy yến xuế yuàn. Đi uống cà phê. Chú ý hơ cà phê. Chú ý hơ cà phê. Những trường hợp vừa nêu ra, người nói dù nói về mình hay hỏi người khác đều muốn chỉ một nơi đi xa khỏi chỗ hiện tại của bản thân. Ngược lại với từ lái. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ chơi. Wár. Wár. Từ này đọc là ván và uốn lưỡi ở cuối. Trong khẩu ngữ, nhiều người cũng đọc thành ván. Ván. Giả sử người nói muốn mời bạn đến chơi nhà mình, nếu người nói hiện đang ở nhà sẽ dùng chính nỉ lái ván. Chính nỉ lái ván. Nhưng nếu hiện tại người nói đang ở cách xa nhà thì phải dùng chính nỉ chù ván. Chính lý chùy bán. Hãy dùng từ chùy để nói đi đến đại học của chúng mình chơi. Chùy wǒ men dà xuế bán. Chùy wǒ men dà xuế bán. Hoan nghênh bạn đến chơi trong trường hợp bạn đang ở xa chỗ đó. Hoan nghênh lý chùy bán. Hoan nghênh lý chùy bán. Lúc rảnh. Yêu khung đờ sứ hậu. Yêu khung đờ sứ hậu. Hoan nghênh bạn đến chơi. Hoan nghênh lý chùy bán. Hoan nghênh lý chùy bán. Lúc đi chơi. Chùy wǎn de shí hǒu. Chùy wǎn de shí hǒu. Lúc đến chơi. Lái wǎn de shí hǒu. Lái wǎn de shí hǒu. Hãy nhắc lại Đại học Trung Hoa ở đâu? Trung Hoa Đại học tại nào? Ở phía tây của Đại học Đông Phương. Tại Đông Phương Đại học ở phía bên. Lúc rảnh. Có khung đờ sứ hậu. Có khung đờ sứ hậu. Hoan nghênh bạn đến chơi trong trường hợp bạn ấy đang ở xa trường. Hoan nghênh lý chùy bán. Hoan nghênh lý chùy bán. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977309925 để đăng ký học trực tiếp hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.